Mến chào các bạn, mình là cô nhà mơ ước 1. Ngày mới thì xin chúc các bạn làm việc, học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Ở những thập niên 60, 70, 80, khi có dịp về những vùng quê nông thôn, các bạn sẽ bắt gặp rất nhiều hình ảnh những cái mẫu nhà nông thôn hai mái được lợp gói đỏ, kết hợp là nhà hai mái ba gian hoặc là nhà hai mái một gian, rất là phổ biến. Có thể nói đây chính là một cái mẫu nhà hai mái mà được rất nhiều bà con mình lựa chọn xây dựng. Mẫu nhà hai mái nó đơn giản ở cái phần mái, tuy nhiên mà cái hiệu quả và cái hiệu ứng của nó mang lại để vào cái việc trang trí thì nó rất là thuận lợi. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người một cái mẫu nhà hai mái mang đậm chất ở vùng quê nông thôn, với cái chiều rộng mặt tiền là 7,5m và cái chiều sâu là 16m, gửi đến mọi người tham khảo. Thời gian trôi qua thì dần những cái mẫu nhà hai mái đi vào quên lãng các bạn, thay thế vào đó là những cái mẫu nhà khang trang hiện đại hơn như là nhà mái Thái, nhà mái Bằng, nhà mái Mỹ, nhà mái Nhật. Tuy nhiên nhà hai mái nó vẫn có một cái chỗ đứng rất là vững chắc ở trong lòng bà con mình. Và ngày hôm nay mình có dịp tiếp xúc và tư vấn cho gia chủ rất yêu thích cái phong cách nhà hai mái ở vùng quê nông thôn. Và cái mẫu nhà này mình lấy cái nét cổ điển ở cái mẫu nhà hai mái, nhưng mà ẩn chứa ở bên trong đó rất là nhiều những cái yếu tố và họa tiết trang trí hiện đại áp đặt vào trong cái ngôi nhà này. Vì sao cái mẫu nhà hai mái được nhiều bà con mình lựa chọn xây dựng các bạn? Vì mẫu nhà hai mái nó rất là thuận lợi trong quá trình mình trang trí ở cái phần cánh nén. Đây chính là một cái điểm nhấn rất là đắt giá ở cái mẫu nhà hai mái. Kèm theo đó cái mẫu nhà hai mái nó rất là cao ráo, và cái điểm nhấn của nó đến từ cái phần mái, tạo một cái nếp gấp rất là đơn giản và tinh tế. Chính vì vậy mà được rất nhiều bà con mình lựa chọn xây dựng cái mẫu nhà hai mái này. Mẫu nhà hai mái đúng chất nhất là sẽ được lợp gói đỏ hoặc là gói Thái, gói Nhật. Nhưng mà vì gia chủ kinh phí hạn hẹp, chính vì vậy mà sẽ chuyển xuống cái phương án lợp tôn giả ngói. Với những bà con mình sở hữu cái lô đất chuẩn bị xây nhà với cái chiều rộng mặt tiền là từ 6m trở lên, thì xin chúc mừng bà con mình, vì với cái chiều rộng mặt tiền như thế này thì mình sẽ có rất là nhiều những cái phương án nhà để mình lựa chọn, như là nhà hành lang chữ L, nhà đôi, nhà kết hợp với là mái Thái, mái Mỹ hoặc là mái Nhật. Và ngày hôm nay trong cái mẫu nhà này mình thiết kế đó chính là nhà cái hạng 3 trước, kết hợp với là công năng ở bên trong là sẽ đề cao và tập trung vào cái công năng thờ cúng cho các bạn. Và bây giờ xin mời mọi người cùng mình đi tìm hiểu và phân tích một số điểm ở cái mẫu nhà hàng 3 trước kết hợp với hai mái truyền thống ở miền Tây. Được thiết kế đầy đủ công năng, cái phần hàng 3 trước là rộng 2,5m, một phòng khách kim, một phòng khách kim phòng thờ, ba phòng ngủ, khu vực bếp, phòng ăn và hai nhà vệ sinh. Có thể nói là công năng cũng đã rất là đầy đủ cho một gia đình ba thế hệ sinh hoạt và sử dụng. Khi có dịp nhìn ngắm cái mẫu nhà cái hàng ba này, các bạn sẽ hô tình cảm nó rất là quen thuộc, vì nó ẩn chứa bên trong đó là nhiều cái yếu tố hoài cổ, kèm theo đó là nó cũng rất là hiện đại, rất là hợp thời, nó không có đổi thời tại cái thời điểm bây giờ. Đó chính là toàn bộ cái cảm nhận của mình sau khi hoàn thành xong cái sản phẩm thiết kế này. Về cái chiều cao nền thì sẽ được thiết kế là 5 bậc tam cấp, vì cái mẫu nhà này được xây dựng đặc để ở vùng quê nông thôn. Chính vì vậy mà cái chiều cao nền nó cần phải cao, giúp cho cái nhà này nó cân đối hơn. Kèm theo đó là ở những cái tháng nước nổi thì nước nó không tràn vào trong cái nhà để tránh sai lệch về mặt phong thủy. Được thiết kế là 5 bậc tam cấp. Về phần thân nhà là cao 3,9m, về phần cái mái nhà là cao 3,5m. Ở cái phần sảnh thì sẽ được đúc bê tông. Cái phần sảnh này được xem như là một cái cấp mái. Cái phần sảnh này là cao 3,3m. Có thể nói cái mặt tiền của cái ngôi nhà này nó rất là đơn giản, nhưng mà nó vẫn rất là hiện đại và trẻ trung. Phần mặt tiền chính cột thì sẽ được thiết kế là cột vuông 350 kẻ chỉ âm các bạn. Và mình cũng cố gắng lấy lại những cái họa tiết cổ điển ở cái phần cột. Nhà này chính vì cái nền nó cao, do đó mình sẽ thiết kế cái lan can.
giúp cho nhà này an toàn trong quá trình lưu thông đi lại sử dụng. Kèm theo đó, lan can là một cấu kiện rất là đắt giá, tạo một cái điểm nhấn cho cái ngôi nhà của mình, và nó giúp liên kết những cái cấu kiện lại với nhau được tốt hơn. Và mình khuyên bà con mình trong quá trình mình xây dựng thì mình cũng không nên bỏ qua cái lan can, vì đây chính là một cái vị trí mà mình có thể ngồi thư giãn rất là thoải mái, phóng một cái view nhìn rất là xa ra cái con lộ ở phía trước. Một nhà hai mái thì nó đúng chất thì sẽ lợp gối đỏ hoặc là gối phan thanh giản thì nó sẽ rất là đúng chất nha các bạn. Vì cái kinh phí gia chủ mà mình đang tư vấn thì nó hạn hẹp, chính vì vậy mà sẽ chuyển xuống cái phương án là lợp tôn giả gối. Về cái phần màu sắc thì gia chủ rất là yêu thích cái phong cách nhà sao cho nó sáng sủa, chính vì vậy mà mình sẽ lấy màu trắng làm nền. Còn cái màu nhấn ở lúc này đó chính là màu tím hoa đậu biếc các bạn, hay còn gọi nó chính là màu xanh tím. Phối hợp hai cái màu này lại thì tạo nên một cái hiệu ứng rất là mạnh và giúp cho ngôi nhà này nó càng trở nên nổi bật hơn nữa. Sau đây mình chia sẻ một phần mà bà con mình cũng rất là quan tâm về cái phần cái giá hoàn thiện của cái mẫu nhà hai mái hàng ba trước như thế này là bao nhiêu, thì được chia làm hai phần. Phần thứ nhất, hiện nay nhân công của một cái mẫu nhà mái thái và mẫu nhà hai mái nó sẽ dao động từ 1,2 triệu trở lên một mét vuông. Còn về hoàn thiện vật liệu và nhân công của cái mẫu nhà hai mái như thế này đợp tôn giả gói thì nó sẽ dao động từ khoảng 4,5 triệu trở lên một mét vuông. Như vậy tổng cái diện tích xây dựng của ngôi nhà này là 120 mét vuông, và mình tạm tính cái chi phí hoàn thiện là 4,5 triệu một mét vuông, thì tổng cái chi phí xây dựng cái ngôi nhà này là 540 triệu trong trường hợp là mình sẽ lợp tôn giả gói. Cái mẫu nhà này khi mình nhìn thì cái cảm nhận của mình đó là nó có một nét hoài cổ phải không các bạn, vì nó kết hợp rất là nhiều những cái họa tiết trang trí cũng giống như là cái phong cách của những cái mẫu nhà cổ điển điện Tây xưa, như là cái hàng ba trước kết hợp với nhà hai mái. Nhưng mà tổng thể của nó thì nó cũng rất là hiện đại và rất là hợp thời, rất là phù hợp với những cái gia chủ yêu thích những cái nét hoài cổ. Xây dựng được một cái mẫu nhà như thế này có thể nói đó chính là một cái niềm mơ ước rất là lớn của bà con mình ở nông thôn, và là cái tài sản tích góp cả cuộc đời mới xây dựng được một ngôi nhà như thế này. Nó sẽ tạo nên một cái điểm nhấn và một cái điểm sáng ở địa phương nơi ngôi nhà này xây dựng, mình tin chắc nó là như vậy. Mình vừa cùng các bạn giải và tìm hiểu và phân tích một số điểm ở cái mẫu nhà truyền thống ở miền Tây Nam Bộ xưa, hàng ba trước hai mái với cái chiều rộng mặt tiền là 7,5m và cái chiều sâu là 16m, gửi đến mọi người tham khảo. Và video của mình đến đây là xin kết thúc. Bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau. Và bây giờ xin mời các bạn cùng nhìn ngắm thêm một lần nữa vẻ đẹp kiến trúc của cái mẫu nhà hàng ba trước hai mái truyền thống ở miền Tây, với cái chiều rộng mặt tiền là 7,5m và cái chiều sâu là 16m mà mình chia sẻ trong cái video này nhé.